Xin sư hãy cho biết rõ hơn về việc bố thí pháp ạ. Con không hiểu bố thí pháp là như thế nào. Là con có phải đọc kinh điển như quý sư và chia sẻ với người khác không sư? Hay việc đăng tải các câu kinh và pháp thoại lên mạng xã hội cũng là bố thí pháp? Bố thí pháp có nhiều cách. Một là quý vị ấn tống cũng là bố thí pháp. Rồi hoặc là quý vị hùng phước chia sẻ việc ấn tống dịch kinh, dịch chú giải, nó cũng là bố thí pháp. Rồi quý vị chia sẻ pháp bằng cái việc là nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội cũng là bố thí pháp. Rồi tự mình bố thí, tức là tự mình thuyết pháp, nó cũng là bố thí pháp. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.